Xin chào bà con nha. Bây giờ Út chuẩn bị kiểm tra bã xong rồi vận chuyển để đợi xe tải đó để vận chuyển cho chạy dê với chạy bò với lại cái gì hồ cá. Hồ cá mọi người cá ở gần chạy Út nè. Lấy 3 tấn, 2 tấn rưỡi 3 tấn nhưng mà Út chia lại có 2 tấn thôi tại vì là để dành chia lại cho bà con xung quanh đây người vài tạ, 3 tạ, 5 tạ. Ở đây mọi người bà con nào mà ở gần chạy Úc hoặc là mực lý đường thì cũng có thể ship xa được, mà ship xe đò thì phí nó rẻ hơn, còn ship mà giao hàng tiết kiệm shipper thì nó mắc hơn mọi người. Tại vì nó là cái can quy chuẩn của nó tới là 40 kg lận, cực kỳ nặng, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nặng ghê lắm mọi người. Đây này, mực ở đây nè mọi người. Thì cái mực này thì mình có thể găng mang đi xa được. Ở đây nữa ha. Coi nha. Ở đây nữa này. Sáng nay thì Úc cũng phải gửi hàng đi đi đâu ta? Đi Thủ Đức, bến xe miền Đông. Thì đây là mọi người. Đó. À, đậu về khuya 12 giờ. Ở đây được 12 tấn thì phải. Ủa không cân nữa, cứ kêu người ta ban xuống thôi chứ không cân. Chút trưa nữa thì người ta sẽ giao tiếp với bà con. Đây này bà con nào mà ở gần trại Úc Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai ha, xung quanh khu vực Xuân Lộc, Bảo Bình, Cẩm Mỹ đồ á thì Úc có thể chia lại được nha bà con. Đây nè, còn xa hơn thì không được nha bà con, phải tìm ở những cái khu vực lân cận mọi người. Chứ cái tiền bã này thì nó không mắc, nhưng mà quan trọng là cái tiền xe thôi. Tiền xe, tiền vận chuyển á thì nó nặng, cho nên nó đẩy cái chi phí bã lên thôi. Đây, đây là bã này mọi người, cho mọi người coi ha. Bã cho dê cho bò cho nên là phải bã trắng. À mà bã trắng và như này nè mọi người. Đó. Đấy, mọi người thấy không? Này nó cứ quẹo quẹo quẹo. Đây Út quay cho mọi người coi ha. Đây nè. Bã là vậy nha. Đó, kiểu nó tơi xốp, nó không có kiểu ướt nhẹp nhẹp ha. Vắt nó không có chảy nước đâu mọi người. Nè. Nè, đó. Cái này kiểu nó tơi xốp, bã như thế này thì còn mới nguyên luôn. Ừ. Còn mới thơm với mọi người. Bả sống á, cái bả này là bả sống nha mọi người. Bả từ lò đậu hũ ha, bả có nó được gom từ lò đậu hũ nè, để quay cho mọi người coi. Lò đậu hũ rồi mấy cái chỗ mà mình làm hay đậu hũ ăn á mọi người. Có nhiều em làm mới chăn nuôi nên cũng không biết cái bả này ở đâu luôn, hỏi tự làm hả chị? Không có, cái bả này là cái xác đậu hũ người ta làm ra rồi người ta ép. Thì có những cái lò, cái máy của họ mà thế hệ cũ á, thì người ta ép cũng chưa sạch đâu, cho nên nó còn rất là nhiều dinh dưỡng. Chứ cái hột đậu nành bữa nay 1 kg là tới mấy chục nghìn hay sao, mấy hay là 20 mấy nghìn á, mắc lắm. Còn này là cái bã nè, ở trong này nó còn rất là nhiều dinh dưỡng. Chứ còn mà bã mà đã nấu chín lên rồi á thì là đã được mọi người chín không? Chín là khi mọi người ép á, thì nó sẽ ra hết, ra kiểu gần như là hết. Nhưng mà nó vẫn còn chất ở trong đó. Nó vậy chứ vắt thì làm sao mà sạch hết được. Còn này là cái bã sống ha mọi người. Bã sống giống như là sơ dừa vậy đó. Dừa mình vắt cái nước cốt đi là còn lại cái bã vậy đó mọi người ha. Thì đây nè, đây là cái bã sống nha. Đó, thì cái bã này làm cho dê ăn, dê, bò, gà, vịt, cá. Cá nó cũng ăn mạnh luôn mọi người. Hôm qua cái chú kia chú nói là cá chú ăn 2 tuần là hết cỡ chừng 2 tấn, 3 tấn á. Cho nên là cá nó cũng ăn luôn. Út tính là sáng nay đi theo xe tải để quay cho mọi người coi, nhưng mà không biết có thời gian không, tại sáng nay Út đi mấy cái hộ mà đang nuôi heo giùm Út á, để Út coi, Út kiểm tra coi ngày nào thì có thể xuất heo được, thì Út để giống cho bà con mình, tại bà con mình đặt giống heo bên Út nhiều quá rồi, nhưng mà không có, Út phải thống kê lại cái số lượng hộ mà đang nuôi cho Út á, để Út giao cho bà con mình, chứ không có dám nhận thêm nữa mọi người, tại vì heo trên thị trường thì nhiều lắm nhưng mà không có dám đi lung ta lung tung đâu. Những cái hộ đó là hộ dân, người quen của Út đồ á, thì Út mới dám đưa kiểu nhờ người ta nuôi giùm mình, chứ không thôi là đâu có thể mà bóc heo lạ được đâu. Toàn mình phải giống như chọn ra những cái nhà mà người ta kiểu thương chịu khó á, người ta làm heo cho mình á, nuôi cho mình rồi bả đậu đồ nè, cách chỉ họ cách ủ men đồ á để họ làm kinh tế. Đó, đây mọi người bả nè. Đó. Bả trắng ha. Bả này nó trắng vậy thôi, bả mới nó trắng, chứ còn mà nếu mà để qua ngày mà trong cái bao như thế này á là mấy ngày sau là nó thui quắc luôn mọi người ơi.
Cho nên là cần phải có những cái thùng phi để chứa ha. Hoặc là nếu như mà chưa mua được thùng phi thì phải là bỏ trong bao ni lông á mọi người. Trong bao ni lông để găng kín lại nha. Đây. Đó. Bởi vậy sáng nay Út tính là đi theo xe tải để lên chạy cá. Lên chạy cá để coi thử coi cái chú đó cho ăn cá có cần phối trộn hay là quăng vậy luôn. Cách cho ăn như thế nào á. Đây. Đó, quá trời luôn. Thì nói chung là nhiều bà con ở mấy cái khu vực nhất là miền Trung đổ ra rất là tội luôn. Trời ơi, thiên tai bão lụt thì cũng nhiều mà mua nguyên liệu đồ nó khó. Cứ nói là Út vận chuyển ra được không? Có nhiều anh chị ngoài Bắc kêu vận chuyển ra chơi. Vận chuyển ra thì được, mà tiền xe từ đây, từ Đồng Nai mà ra đó chắc mấy triệu tiền xe luôn. Xong cái tiền xe nuốt luôn cả tiền bã thì tính ra chắc phải 3-4 ngàn, có khi 5 ngàn mà ra tới đó thì nó cũng không có hiệu quả đó mọi người. Ví dụ mà 3 ngàn mình làm chất độn thêm dưới 4 ngàn chứ trên 4 ngàn cũng không được. Hồi trước bã thì nó rẻ lắm mọi người, qua năm cái bã, bã cái nào cũng lên hết á. Tại vì nguyên liệu đầu vô nó lên giống như mọi người thấy cám không? Bắp cũng vậy, nguyên liệu đầu vô nó lên á. Rồi bắt đầu là bã nó cũng lên, tại vì cái hạt đậu nành nó lên kiểu vậy. Nói chung là cái gì nó cũng lên, mà chỉ có mình chăn nuôi là giá cả nó vẫn vậy thôi à. Bởi vậy bà con mình phải chọn đúng cái con để chăn nuôi nó mang lại hiệu quả kinh tế, chứ không là chọn những cái con. Hôm qua anh kia là nuôi có nhiều mấy bao nhiêu con gà đó thôi mà lỗ hết cả 100 triệu mọi người. Nó bị dịch á, nó chết sạch. Trời ơi, nói chung là nuôi mà chăn nuôi mà xảy ra những cái vấn đề mà rủi ro không mong muốn á, thì đáng tiếc là mọi người. Đây ha, thì bã của Út chỉ chia lại ở trại thôi mọi người nha. Bà con nào mà gần trại Út á, ấp 35 sang Cẩm Mỹ Đồng Nai á, thì có thể chia lại nha, một tạ, hai tạ, ba tạ gì cũng được. Mọi người cứ tới trại Út lấy ha. Còn cổng Út thì nó rộng lắm, mọi người cứ ra xe tải vô bóc được nha. Bóc tại trại nha mọi người. Còn không bóc thì Út có thể là ghép xe, có cái xe tải tầm cỡ chừng 1,5 tấn á, thì người ta hay chở hàng cho Út nè, cái ghép vòng trong Đồng Nai này gần á, thì người ta ghép kiểu người ta lấy tiền xe thôi. Cho nên là bà con nào cần thì có thể liên hệ trại Út ha. Đây mực tỉ đường cũng vậy nha mọi người, hoặc là thùng phi với là bồ ngàn lít như này nè, đó là bồ ngàn lít. Bồ ngàn lít này là khách lấy thôi, để đó. À hôm qua Út đây, Út mua dùm cái anh kia, ảnh ở xa, ảnh nhờ Út mua dùm cái cối nè mọi người. Ảnh Út bận quá chưa gửi hình cho ảnh coi luôn đó, quấn lại. Ảnh nhờ Út mua cả cái motor luôn, làm CB đồ luôn, nhưng mà chưa có thời gian. Út đang đợi có thời gian thì Út sẽ làm. Ở đây là cái máy này là 3,5 triệu nha mọi người, chưa vận chuyển. Thì cái máy này lúc mình mua thì mình phải cọc cho nó 500 ngàn, xong rồi nó giao tới nhà cho mình á. Cái máy này là máy nghiền lúa, Út hay dùng á mọi người. Heo ăn chưa ba? Ăn bà đậu hay gì nữa? Chuối hả? Bắp quên ủ mê rồi. Hả? Bắp chưa ủ mê nữa. Chưa. Có cái sân rộng đỡ ghê mọi người nè. Đó, Út quay cho mọi người coi. 2,000 m² nha. 2,000 m² mà tại vì là Út muốn làm trong cái khuôn viên này thôi, với lại là lực Út thì nó không có nhiều, cho nên là nếu mà có bờ rộng thì Út sẽ liên kết những bà con xung quanh mình, gần mình á, để người ta chăn nuôi liên kết với nhau ở gần á, thì mình phân phối cho nó dễ á. Chứ hòn Út không có mở rộng ra mọi người, tại mọi người thấy không, bờ rào Út xây nè, xây cực kỳ cao, với lại nằm trong cái khuôn viên này. Nghe Út nói chuyện là bò tới mọi người, cho nên là Út không có mở rộng mọi người. Thì Út chỉ khai thác trong cái khu vực này thôi. Hôm bữa có chú Thắng ở công an thành phố Hồ Chí Minh xuống, chú kêu là nuôi thêm ít dê ở trong này nữa mọi người, nhưng mà Út đang suy nghĩ là không biết có nuôi mấy con để chơi không. Ở trong này thì dê với gà chắc là ở với nhau chắc cũng không có sao. Đó đây, Út quay lại cho mọi người coi một vòng nè. Cái chỗ này là Út đang cư trú ở đây nè mọi người, không có phải là nhà cố định, Út chỉ ở đây thôi. Nói chung là nơi nào đất lành thì chim đậu, thì tương lai nếu mà có cái vị trí nào tốt hơn thì Út có thể là di chuyển, chứ Út không phải là cái kiểu mà ở cố định một chỗ mọi người. Thì Út ở đây
Con về đây chắc 5 6 năm hả? Con về đây chỉ mấy năm ta? Điện rồi. Điện rồi. Cho nó đỡ cái kia đi, khỏi trụ. Đây mọi người, Út về đây được 6 năm rồi. 6 năm thì Út bắt đầu xây dựng lên cái này nè. Đó. Hồi trước thì Út ở ké nhà ba Út, nhưng mà tại vì Út làm nhiều quá nó kiểu bụi bặm á, cho nên bắt đầu Út di chuyển lên đây để bắt đầu Út xây dựng từ từ mọi người, bòn từng một ít. Ở đây. Đây nè. Đó, cái đất này mọi người biết sao xây được này không? Út cắm cái này nè. Út cắm cái miếng đất này vô ngân hàng. Sao Út làm? Út làm sao bắt đầu có tiền sao Út xây được cái này. Sao bắt đầu xây từ từ qua cái này mọi người. Lâu, 6 năm luôn á. 6 năm dài lắm mọi người. Cực kỳ dài luôn. Mọi người thấy Út nhỏ thì bóp ơi. Bóp. Vô nhà con. Chứ Út nhìn vậy thôi chứ Út bươn chải. Hồi xưa là Út mọi người biết không, là Út giữ hồi xưa là Út học ở Gò Vấp, cho nên Út giữ xe ở chợ đêm với mọi người. Nhìn Út vậy thôi chứ cũng ghê gớm lắm. Tại vì hồi đó là sinh viên á, không có tiền mà Út muốn kinh doanh lắm, mà xin tiền nhà thì không cho. Xong rồi Út phải đi giữ xe, rồi Út buôn bán tùm lum hết á. Nói chung Út làm tùm lum hết, làm cả bên gỗ, rồi cả điêu đồ nữa. Nhiều lắm, nhiều mảng lắm, chứ không phải là... Nhưng mà cuối cùng thì nói chung là cơ bản Út vẫn thích cái nông nghiệp này. Nhưng mà lúc Út về đây là đã được là... Gì ta? Đây sáng chủ nhật Út tám mọi người luôn nha. Tại vì bình thường Út hay quay thôi, Út ít tâm sự về cái cuộc sống của mình. Dạo này bà con mình hay quan tâm tới Út, cho nên Út cũng muốn chia sẻ để bà con mình hiểu Út hơn á. Thì lúc mà Út về đây là cái đất này mua còn rẻ lắm á mọi người, mười mấy triệu một mét thôi. Đã bắt đầu mượn tiền mua xong rồi bắt đầu cắm ngân hàng mọi người. Ngân hàng hồi đó cũng ngại Út lắm, tại vì kêu là Út còn độc thân không có gia đình mà mượn tiền nhiều làm gì. Thì lúc đầu ngân hàng họ xuống cái bạn nhân viên bạn xuống bạn kiểm tra cái tài chính của mình á, thì bạn cũng dè chừng lắm tại Út mượn nhiều á. Thì nói chung là sau đó là nó không có dám cho mượn, rồi mới kêu là cái anh giám đốc ảnh xuống nói chuyện, thì mình hồi một hồi mình nói chuyện thuyết phục á, thì bắt đầu ảnh cho mình mượn, anh tin tưởng mình hơn. Chung qua thời gian mà mình mượn rồi mình trả lại đúng hạn, rồi bắt đầu mình đáo hạn đúng ngày, rồi có nhiều khi Út dư tiền Út trả vô, xong rồi còn kỳ hạn thì mình lại mượn ra vậy đó. Nói chung là tại vì mình là còn trẻ, nếu mà mình không nhờ nhà nước, không nhờ ngân hàng đồ thì mình đâu có thể làm được những cái việc lớn được mọi người. Bởi vậy là Út lên đây Út ở, về đây là được 6 năm rồi mọi người. Thì bắt đầu làm nhiều mảng lắm, trời Út làm nhiều, quá trời nhiều luôn. Nhưng mà cuối cùng là đam mê, Út phải quay làm cái Út làm hợp tác là nhiều, làm nhiều mảng, xong rồi làm trại hợp tác chung, rồi bây giờ Út tách ra riêng, Út muốn làm riêng ở đây nè. Tại vì thời Covid nữa hên, nói chung là giống như Covid là trong cái rủi cũng có cái may mọi người, mình không di chuyển được, kinh tế bắt đầu sụt. Nhưng mà trong cái giai đoạn kinh tế nó giảm thấp á, thì mình ít di chuyển, người dân bắt đầu ít di chuyển thì lại bán online được mọi người. Bắt đầu là đó, mình làm nông trại, tất cả những cái gì mà Út đang, bà con đang thấy của Út đều là được bán online hết mọi người. Nhưng mà khách thì khách thật, nhưng mà bán là người ta biết tới Út là qua mạng. Cho nên là Út thấy là Út nói chung là trong khó khăn, nhưng mà Út lại thấy được cái đường đi mọi người. Tại vì khi mà Covid thì đến thì không có ai muốn đi ra đường, cũng không ai muốn ai gặp gỡ hết á. Chỉ có muốn ăn uống cho nó tốt thôi, để cái cơ thể mình nó khỏe mạnh để chống chọi bệnh tật á. Thì bắt đầu họ sử dụng tới những cái thực phẩm sạch. Thì bắt đầu là đó, rồi mọi người biết tới Út thôi. Đó, Út bắt đầu kinh doanh có tiền, mọi người kiếm được tiền. Rồi bắt đầu Út, cái tính của Út á, làm kiểu không phải là Út làm càng mọi người, nhưng mà Út đã giống như cái trại này, Út đã có ý định ấp ủ phải là 3-4 năm rồi. Nhưng mà là tại vì Út cứ nghĩ là Út là con gái, Út chỉ làm tầm vài triệu, 7-8 triệu chắc là đủ sống rồi, không cần thiết phải làm nhiều quá. Nhưng mà mình đã muốn làm rồi mọi người. Út kể cho mọi người một câu chuyện là giống như cậu Út đã muốn làm trại dê rất là lớn từ lâu rồi. Mà mỗi lần nói chuyện với Út, cậu Út cũng bốn mấy 50 rồi. Rồi là xong rồi, tại vì cậu cháu kiểu muốn làm giàu như nhau nên hay nói chuyện với nhau á.
thì cậu cứ nói, mà cậu nói cái câu chuyện mà muốn mở trại dê lớn, nếu mà có trại dê lớn thì cậu đã giàu từ lâu rồi, cậu nói vậy. Nhưng mà nói một năm trước xong rồi tới 3 năm sau vẫn nhắc lại cái câu chuyện đó mọi người. Cho nên với lại là giống Út vậy nè, Út cũng có cái ý định mở cái trại này lâu rồi, nhưng mà mình không thực hiện cho mãi tới năm 2020 tới 2021 thì Út mới thực hiện riêng cho mình. Còn trước đó là cứ giống như làm cho người ta, xong rồi làm hợp tác, hùng vốn chung chứ không có làm riêng. Tới khi 2020 Út làm tới bây giờ là gần được một năm riêng rồi cho bản thân mình á, thì Út mới nhận ra là nếu mà mình đã muốn làm cái gì mà mình đã suy nghĩ tới suy nghĩ lui, mà mình ngủ mình cũng suy nghĩ, mà năm năm này mình cũng nghĩ, mà năm sau mình cũng nghĩ về cái chuyện đó, nó không có thay đổi gì luôn, thì mọi người nên bắt đầu, chứ mọi người đừng có đợi nữa. Ví dụ thời gian nó không có đợi mình, giống như Út bây giờ mình sinh năm 91 thì 30 31 rồi, nếu mà Út không bắt đầu bây giờ là biết khi nào mới bắt đầu nữa. Cho nên là lúc nào Út cũng muốn là anh chị hay bà con hay là những em á, mà đã mê cái gì rồi đó, mà mình đã nghĩ về nó 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi, thì mọi người nên bắt đầu đi, đừng có chờ đợi nữa. Tại vì chờ đợi nó chỉ là mất thời gian thôi. Và khi mọi người bắt đầu, giống như Út bắt đầu Út cũng mông lung lắm, cũng vay tiền để ngân hàng để làm này làm kia. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình bắt đầu rồi á, thì bắt đầu mình mới có nhiều cái suy nghĩ hơn, nhiều cái tính toán hơn, rồi bắt đầu mình sẽ làm nên được việc, giống như Út nè. Chứ không phải mình làm ẩu nha mọi người, không phải mình vay tiền ngân hàng mình làm ẩu, là nhà nước ngân hàng nó siết nhà là có luôn á. Nhưng mà Út độc thân nên Út cũng chẳng có phải sợ siết nhà hay gì. Nhưng mà nói chung là mình làm cái gì mình cũng phải muốn nó không thành công lớn thì nó cũng phải thành công nhỏ nhỏ, chứ đừng có kiểu ảnh hưởng tới tương lai của mình á. Đặc biệt là làm trại này thì nó, nếu mà mình làm từ từ thôi thì nó không có lỗ lãi gì bao nhiêu đâu. Với lại là Út nghĩ là mọi người nên chọn những cái con nào mà ở cái thời điểm nào mọi người cũng có thể bán được, chứ đừng có chọn những cái con mà, nhất là cái con vịt sim là dành, nếu mà mọi người đam mê vịt sim mọi người phải nghiên cứu về vịt sim đồ này nọ, hoặc là heo mà heo trắng á, phải đủ ngày đủ ký đồ bán thì mới được, hoặc là mới có lời á, thì cái đó phù hợp cho những người có tiền. Tụi nó đi ra ngoài nè mọi người. Cái đó là phù hợp cho những anh chị cô chú nào kiểu đại gia đồ có tiền đồ á, người ta lỗ đợt này người ta bày keo khác, ví dụ người ta lỗ một người ta làm tiếp hai để người ta lời lại tiếp. Còn mình đây giống như Út có 2000 m² thôi, tiền vốn thì không phải là đủng đỉnh, nói chung là phải vay đầu này mượn đầu kia, rồi phải làm ra hàng tháng để trả lãi nữa. Cho nên là mình phải chọn, giống như Út nghĩ trong đầu là Út phải chọn những cái con gì mà hàng tháng phải kiếm được tiền để mình trả lãi, chứ không thôi nếu mình đã tập trung toàn bộ công lực vô trại rồi mà mình không kiếm tiền hàng tháng ra từ trại á, thì làm sao có tiền được. Cho nên là những anh chị cô chú thì chắc chắn những anh chị cô chú đã có vốn rồi, có đất có đai, có quỹ đất quỹ đai rồi, có thể vay được nhiều tiền. Nhưng mà những em hay những bạn mà bằng Út thì Út nghĩ là chắc cũng chưa có được kinh tế mạnh, hay là cũng ít có khả năng mà vay được nhiều vốn á, cho nên mình nên chọn từ từ thôi. Mình không cần phải nuôi giống như nuôi vịt á, nuôi vịt là Út nghĩ là phải từ từ mình nuôi 100 200 con. Ví dụ 100 con mình có thể nuôi lời được 5 triệu nha, nhưng mà nuôi lên 1000 con bắt đầu, trời ơi, giống như thằng em Út nó nuôi ở trên kia nó nuôi 700 hay 1000 con gì đó mà nó rớt còn 700 mấy, mà nó nói lỗ tới 80 triệu 90 triệu luôn mọi người, chưa tính tiền công nha, mới lỗ tiền cám thôi, chưa tính tiền công hai thằng nó. Thực sự là bởi vậy Út nói là những cái con như con vịt phải đúng ngày, vịt sim hay là vịt CB thì phải đúng ngày thì mình mới xuất được, hoặc là heo thịt thì phải đúng bao nhiêu bao cám đó, đúng nếu mà mình nuôi theo cái chương trình thì phải đúng bao nhiêu bao cám đó thì mới xuất thịt được, mới có tiền á. Thì Út khuyên là bà con nào mà ít tiền hoặc là ít đất đổi đừng nên nuôi, tại vì nuôi mấy con đó Út thấy là không có thu tiền được hàng tháng. Thì đó là quan điểm của Út. Và sáng nay thì tự nhiên Út quay xong Út lại muốn nhiều chuyện, Út lại muốn tâm sự để bà con mình hiểu cái cách làm việc của Út nhiều hơn. Thì hy vọng là bà con mình nếu mà yêu thích những video của Út thì mọi người nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới nha. Nhưng mà mọi chi tiết đặt hàng thì nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại 0976629090 ha mọi người. Mọi người. Hay là Út đi xe tải Út quay cá cho mọi người coi ta.
Trời ơi, mấy cô ở ngoài Bắc kêu điện, Út ơi mày khùng hay sao mà mày làm nhiều quá. Nhưng mà thực tế là Út cũng chia sẻ với bà con mình luôn là Út làm mà bà con mình yêu thương quá, cho nên Út cứ mê mẩn rồi mọi người, cứ làm hoài thôi. Xe tải này là ngày nào cũng có ở mặt ở chạy Út luôn mọi người, hết chuyện cái này đến chuyện cái khác. Đó, cái anh này nè, anh chạy rẻ lắm mọi người, nhưng mà ở gần chỗ Út thôi. Rồi bye bye mọi người nha.